Sơ lược hoạt động chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình, Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng giáo phận Sài Gòn. Tiến trình hình thành chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình, Giáo hạt Tân Sơn Nhì, mục đích là thương yêu gần gũi bằng việc làm. Trên nền tảng của chương trình là lòng khiêm nhường để can đảm biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi và tha lỗi. Từ năm 2004, khóa 295 là khóa căn bản đầu tiên của hạt Tân Sơn Nhì đã được mở tại giáo xứ Thiên Ân, nhưng các song nguyện vẫn chưa sinh hoạt được. Năm 2005, để đáp ứng sự mong mỏi của các song nguyện trong giáo hạt, cha sáng lập mở khóa 302 tại giáo xứ Tân Phú. Sau khóa này, anh chị em đã họp lại và bầu anh chị Ignacio Đặng Phúc Khoái, chị Anna Đặng Thị Mận làm chủ nguyện liên gia của giáo xứ Tân Phú, nhiệm kỳ năm 2005 đến 2008. Nhiệm kỳ năm 2008 đến 2011 do anh chị Giuse Nguyễn Văn Thi, chị Maria Lê Thị Hát làm chủ nguyện. Nhiệm kỳ năm 2011 đến nay do anh chị Mikae Nguyễn Thái Hoàng, chị Maria Nguyễn Thị Dung làm chủ nguyện và rất tích cực hoạt động, nên đa số các song nguyện đều hăng say, sinh hoạt đều đặn. Vào tháng 6 năm 2006, chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình tại hạt Tân Sơn Nhì đã có ban điều hành và kính chọn Thánh Ignacio làm bổn mạng. Lễ kính vào ngày 31 tháng 7 hàng năm. Từ đây, nhờ ơn Chúa và sự cầu bầu của các thánh bổn mạng là Thánh Gia Thất và Thánh Ignacio, chương trình này đã duy trì hoạt động và phát triển trên các giáo xứ trong giáo hạt. Trong năm này, cha sáng lập mở khóa 338 tại giáo xứ Tân Hương, số người tham dự lên đến 150 đôi, nhưng phần lớn là người của các giáo hạt khác và giáo phận bạn, còn giáo hạt nhà lại tham dự rất ít. Ngày bế mạc khóa cũng là ngày đại hội song nguyện toàn giáo phận, có sự chủ trì và tham dự của cha sáng lập Phêrô Chu Quang Minh, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn cùng quý cha đồng tế. Trong dịp này, ban điều hành chương trình của giáo hạt đã tuyên thệ và bắt đầu nhậm nhiệm vụ và phân chia các liên gia gồm liên gia giáo xứ Tân Thái Sơn, liên gia giáo xứ Tân Hương, liên gia giáo xứ Tân Phú. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, cha Francisco Assisi Lê Quang Đăng đã nhận làm cha linh nguyền cho chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình của giáo hạt. Sau đó, cha được Đức Hồng Y Tổng Giám mục bổ nhiệm làm tổng linh nguyền chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình của Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ đây, chương trình có nhiều thuận lợi nên tiếp tục mở các khóa. Khóa 404 mở tại giáo xứ Tân Phú vào năm 2008. Khóa 428 được mở tại giáo xứ Tân Hương vào năm 2009. Khóa 465 tiếp tục mở tại giáo xứ Tân Hương vào năm 2010. Khóa 473 của giáo xứ Tân Sơn cũng vào năm 2010. Khóa 487 mở vào 3 ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 6 năm 2010 tại giáo xứ Tân Việt. Khóa 505 mở tại giáo xứ Tân Phú vào năm 2011. Khóa 523 mở tại giáo xứ Phú Trung vào năm 2012. Khóa 567 mở tại giáo xứ Nhân Hòa vào 2 ngày mùng 6, mùng 7 tháng 7 năm 2013. Khóa 604 vào 3 ngày 11, 12, 13 tháng 7 năm 2014 tại giáo xứ Tân Hương. Khóa 679 mở vào 6 buổi tối từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 7 năm 2016 tại giáo xứ Tân Hương. Tổng cộng, giáo hạt đã mở được 14 khóa học căn bản và một khóa nâng cao với sự tham dự của khoảng 700 song nguyện. Tuy vậy, hiện nay chỉ có gần 200 song nguyện sinh hoạt tại các giáo xứ Tân Thành, Tân Việt, Tân Phú, Tân Hương, Tân Thái Sơn, Bình Thuận, Thiên Ân, Phú Trung,
nhân hòa và hy vọng. Do chương trình còn mới mẻ nên nhiều người vẫn chưa hiểu được lợi ích của chương trình đem lại. Hoạt động của chương trình khởi đi từ chân lý Thiên Chúa là tình yêu. Bởi vậy mọi sự đều có thể qua đi, mà tình yêu vẫn có thể tồn tại nếu biết gìn giữ. Bắt đầu từ thương yêu để gần gũi bằng việc làm, dựa trên nền tảng là khiêm nhường, để biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi, tha lỗi. Kết quả là vui hưởng bầu khí tin cậy, cởi mở đời này dẫn tới bầu khí yêu thương, hạnh phúc đời sau. Vì thế, sinh hoạt của chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Giáo hạt Tân Sơn Nhì luôn đi sát nội quy của cha sáng lập để sinh hoạt, trao đổi những kinh nghiệm sống, tìm ra cách thức phù hợp, luôn đổi mới, tránh nhàm chán, cũng như lôi cuốn những người chưa biết đến chương trình cùng tham gia, tạo nên bầu khí sinh hoạt thân ái và hăng say. Ngoài ra, chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình còn tham gia các hoạt động của Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Tân Sơn Nhì, 3 tháng tĩnh huấn một lần, bồi dưỡng công tác làm việc tông đồ cho các viên chức trong giáo hạt và các giáo xứ. Vào năm 2015, nhiệm kỳ của ban điều hành đã mãn. Ngày 12 tháng 4 năm 2015, tại giáo xứ Tân Hương, cha Tổng Linh Nguyền đã lưu nhiệm và bầu bổ sung ban điều hành với các chức vụ như sau: chủ nguyên anh chị Ignacio Đặng Phúc Khoái, chị Anna Đặng Thị Mận; phó nguyên nội vụ anh chị Giuse Hoàng Lê Trung; chị Maria Nguyễn Thị Loan; phó nguyên ngoại vụ anh chị Doan Kim Nguyễn Quang Vinh; chị Teresa Tống Thị Kim Oanh; ký nguyên anh chị Mikael Nguyễn Thái Hoàng; chị Maria Nguyễn Thị Dung; quỹ nguyên anh chị Phêrô Nguyễn Văn Bổ; chị Anna Nguyễn Thị Tâm; trưởng ban liên gia anh chị Phêrô Bùi Đức Toàn; chị Maria Phạm Thị Huệ; trưởng ban song nguyên anh chị Doan Kim Trần Thành Trinh và chị Maria Nguyễn Thị Kim Hồng; trưởng ban phụng vụ anh chị Francisco Xavier Nguyễn Bá Anh; chị Maria Vũ Thị Kim Nhang; trưởng ban bác ái xã hội anh chị Đa Minh Nguyễn Văn Lượng; chị Teresa Mai Thị Thêm; trưởng ban khánh tiết anh chị Giuse Phạm Văn Khang; chị Maria Phạm Thị Song; trưởng ban văn nghệ anh chị Giuse Nguyễn Văn Thi; chị Maria Lê Thị Hát; trưởng ban kinh thánh anh chị Anton Nguyễn Tân Quyền; chị Maria Trần Thị Yến. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2015, được sự thống nhất của cha Tổng Linh Nguyền và ban điều hành, chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo hạt Tân Sơn Nhì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng họp một lần, xoay vòng trên các liên gia của các giáo xứ do ban điều hành hạt chủ trì. Sau đó, các liên gia lại sinh hoạt riêng bằng hoạt động như chầu thánh thể, đọc kinh tại các gia đình song nguyền, thăm hỏi nhau và làm các công tác phục vụ trong giáo xứ. Khi các gia đình có việc hiếu hỷ, cùng thông báo nhau đến giúp đỡ và chia sẻ, nhất là đối với những song nguyền gặp khó khăn. Đáp lại lời mời gọi của các hội viên, đã có nhiều cảm tình viên tham dự trong các buổi sinh hoạt hàng tháng và trong các buổi chầu thánh thể hàng tuần. Nhờ đó đã có thêm nhiều hội viên mới chờ tới khóa tham dự. Sinh hoạt của các liên hợp gia: Liên hợp gia giáo xứ Tân Phú có 3 liên gia: cha Linh Nguyền Giuse Phạm Công Minh, anh chị chủ nguyền liên hợp gia là Mikae Nguyễn Thái Hoàng và chị Maria Nguyễn Thị Dung. Nhận thánh Louis Martin làm bổn mạng, lễ kính vào ngày 18 tháng 10 hàng năm. Các song nguyền quét dọn vệ sinh chung quanh nhà thờ hàng tuần, xin lễ và cùng dự lễ chung vào các thứ tư đầu tháng. Nguyện kinh trước giờ lễ lúc 17:45, họp vào thứ ba đầu tháng lúc 17:30. Các thứ ba hàng tuần chầu thánh thể vào lúc 20:00. Sau giờ chầu, ngồi lại chia sẻ và sinh hoạt khoảng 15 phút. Sĩ số sinh hoạt thường xuyên khoảng 50 người trong tổng số 150 song nguyền đã tham dự khóa. Các anh chị cũng nhiệt tình đóng góp trong việc tu sửa giáo xứ,
Hàng năm, chương trình thường huy động quyên góp các song nguyện cùng đi giúp đỡ cho các trại trẻ mồ côi, khuyết tật, các vùng xa vùng ven có nhiều thiếu thốn. Đơn cử vào cuối tháng 8 năm 2015, chương trình đã đi ủy lạo tại giáo xứ Cái Thia thuộc giáo phận Mỹ Tho. Quỹ sinh hoạt cũng được các hội viên nhiệt tình đóng góp, giúp cho mọi hoạt động trở nên thuận lợi và trở nên đơn vị tích cực của Tổng giáo phận Sài Gòn. Liên hợp gia Tân Hương có hai liên gia: cha Linh Nguyền Francisco Assisi Lê Quang Đăng, anh chị chủ nguyền liên hợp gia là Francisco Xavier Nguyễn Bá Anh và chị Maria Nguyễn Thị Kim Nhang, và các thành viên ban điều hành. Nhận Thánh Giuse lao động làm bổn mạng, lễ kính vào ngày 1 tháng 5 hàng năm. Liên gia quét dọn vệ sinh quanh nhà thờ hàng tuần, họp song nguyền lúc 19 giờ thứ hai, tuần thứ hai. Các thứ hai còn lại dành cho việc chầu thánh thể lúc 19 giờ. Vào các ngày 13 trong tháng, cùng đóng góp làm từ thiện, thăm các cha hưu dưỡng, đến các nơi khó khăn cơ nhỡ. Đặc biệt khi có bất cứ ai trong giáo xứ qua đời, anh chị trưởng thông báo cho các song nguyền đến thăm hỏi, nhà hiếu và tổ chức cầu nguyện cho người đã khuất. Các song nguyền còn cộng tác mật thiết với hội đồng mục vụ trong mọi nhiệm vụ được giao. Số người sinh hoạt thường xuyên khoảng 50 trong tổng số 150 song nguyền đã tham dự khóa. Liên gia giáo xứ Tân Thái Sơn, cha Linh Nguyền Giuse Nguyễn Văn Thanh, anh chị chủ nguyền là Anton Đinh Tân Quyền và chị Maria Trần Thị Yến và các thành viên ban điều hành. Nhận Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khám làm bổn mạng. Kính vào ngày 13 tháng 1 hàng năm, liên gia họp vào ngày thứ tư đầu tháng lúc 19:30 tại phòng họp lầu 3 của giáo xứ. Chầu thánh thể tại nhà chầu thánh thể lúc 19:30 thứ tư hàng tuần còn lại. Sĩ số sinh hoạt thường xuyên khoảng 30 người trong tổng số 150 song nguyền đã tham dự khóa. Liên gia giáo xứ Nhân Hòa được thành lập sau khóa 567. Anh chị chủ nguyền là Đa Minh Nguyễn Văn Lượng, chị Teresa Mai Thị Thêm và các thành viên ban điều hành. Nhận Thánh Giuse kết bạn với Đức Maria làm bổn mạng, kính vào ngày 19 tháng 3 hàng năm. Liên gia họp vào ngày thứ năm đầu tháng lúc 18:30 tại hội trường giáo xứ. Chầu thánh thể vào ngày thứ năm giữa tháng lúc 18:30. Số sinh hoạt thường xuyên khoảng 30 trong tổng số 50 song nguyền đã tham dự khóa. Anh chị em hưởng ứng nhiệt tình trong mọi đóng góp của giáo xứ cũng như các hoạt động bác ái xã hội, ủy lạo vùng sâu, vùng xa. Ý kiến đề nghị để chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Hạt Tân Sơn Nhì ngày càng phát triển và thăng tiến, ban điều hành đề đạt xin quý cha trong giáo hạt, ban thường vụ các giáo xứ tích cực ủng hộ, giới thiệu chương trình đến các cộng đoàn, để qua mọi sinh hoạt của chương trình, Chúa sẽ ban nhiều ân lành trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình cho các thành viên. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì nhờ lời cầu bầu của Thánh Gia Thất và Thánh Bổn Mạng Ignacio mà Chúa đã ban cho các gia đình trong hạt Tân Sơn Nhì chúng con. Qua thần khí Chúa thúc đẩy trong tâm hồn mỗi gia đình, sai chúng con đi hoạt động tông đồ song đôi. Qua những việc chúng con đã làm trong những năm qua, xin Chúa ban cho các gia đình trong hạt Tân Sơn Nhì chúng con và tất cả các gia đình được an vui, hạnh phúc, biết noi gương Thánh Gia Thất, cùng bắt chước các nhân đức của Thánh Bổn Mạng, tất cả vì vinh danh Chúa, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời nhờ công nghiệp vô cùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.